Rất vui khi chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình tư vấn du học Mỹ cùng công ty Tân Đại Dương, là công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam. Và một ngành học khá mới mẻ ở Việt Nam, nằm trong xu thế phát triển chung của khoa học và kỹ thuật hiện nay, đó là ngành kỹ thuật hệ thống công nghiệp. Ngành học liên quan đến thiết kế, nâng cấp và thiết lập các hệ thống tích hợp, trong đó bao gồm con người, nguyên vật liệu, thông tin, thiết bị và năng lượng. Các công việc này thì dựa trên kiến trúc và kỹ năng của toán học, vật lý và khoa học xã hội, cùng với các nguyên tắc và phương pháp của thiết kế và phân tích kỹ thuật để xác định, dự báo, đánh giá kết quả mà hệ thống có thể đạt được. Và bạn có ý định du học ngành này tại Mỹ, đang phân vân chưa biết chọn trường nào, thì hôm nay Tân Đại Dương xin giới thiệu với bạn một trường, đó là trường University of Central Florida, được gọi tắt là UCF. Trường là trường đại học công lập có uy tín, được thành lập từ năm 1963. Trường nằm tại Orlando, một thành phố yên bình, xinh đẹp, ven bờ biển Đại Tây Dương, với nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng, gần 5.000 nhà hàng, 12 trung tâm mua sắm tầm cỡ quốc tế. Thời tiết quanh năm mát mẻ với nhiệt độ trung bình là 22 độ C. Đội ngũ giáo sư là các chuyên gia hàng đầu của các lĩnh vực khoa học. Nhiều giáo sư cũng như là nghiên cứu viên cao cấp của trường đã nhận được các giải thưởng khoa học có uy tín của Mỹ và quốc tế. Trường UCF nằm trong top 4% các trường hàng đầu Hoa Kỳ, xếp hạng 173 trên tổng số 4.500 trường đại học cao đẳng ở Mỹ, xếp hạng 97 trong số các trường đại học công lập ở Mỹ, xếp hạng 58 chuyên ngành máy tính, xếp hạng 100 các chuyên ngành về kỹ sư, xếp hạng 133 chuyên ngành kinh tế. Và là đối tác chiến lược của các tập đoàn công nghiệp lớn như là Microsoft, NASA, v.v. Và các bạn sinh viên có thể tìm thấy bất kỳ ngành học mà mình mong muốn tại trường đại học University of Central Florida, từ kỹ sư công nghiệp, cầu đường, cơ khí, xây dựng, cho đến kinh tế, tài chính, quản trị, nhà hàng khách sạn, báo chí, nhiếp ảnh, nghệ thuật, thiết kế, v.v. Thông tin thêm về trường thì bạn có thể tìm hiểu tại website là tandaidương.edu.vn hay là tddvn.com. Và về điều kiện đầu vào của trường là tốt nghiệp trung học phổ thông, điểm trung bình cuối năm là 12, từ 6.25 trở lên. Điểm trung bình lớp 12 dưới 6.25 thì điểm trung bình của 3 năm lớp 10, 11 và 12 phải từ 6.25 trở lên. Nhưng đối với trường hợp này thì phải scan email học bạ 3 năm học cấp 3 và gửi đến trực tiếp văn phòng của Tân Đại Dương để được hỗ trợ thêm. Về yêu cầu tiếng Anh của trường thì IELTS là 5.5 hoặc là TOEFL IBT 60. Về hồ sơ du học Mỹ thì bạn cần chuẩn bị. Đầu tiên là về hồ sơ học sinh, bao gồm passport, chứng minh nhân dân, khai sinh, hộ khẩu. Tiếp theo sau đó là học bạ cấp 2, cấp 3, bằng cấp tốt nghiệp trung học cơ sở, cao đẳng, đại học, bằng cấp Anh ngữ, giấy khen, các loại hình khác đã đạt được nếu có. Hình 5x5, 48. Và về hồ sơ tài chính thì có sổ tiết kiệm, giấy xác nhận số dư tài khoản, giấy chủ quyền nhà cửa, đất đai, giấy tờ liên quan đến công việc người bảo trợ. Và để được hướng dẫn thêm thủ tục du học tại trường thì bạn có thể liên hệ trực tiếp đến công ty tư vấn du học du lịch Tân Đại Dương qua số điện thoại là 083-848-4879 hoặc đến trực tiếp công ty theo địa chỉ 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất để chuyên viên tư vấn hỗ trợ. Xin chào mừng tất cả các bạn đang theo dõi chương trình Chia sẻ ước mơ khi du học. Và Mỹ là điểm đến được rất là nhiều các bạn trẻ quan tâm và lựa chọn. Và đến với chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trao đổi với bạn Minh Phượng để biết được cái quá trình bạn làm hồ sơ thì như thế nào nhé. Chị xin chào Minh Phượng. Em chào chị. Minh Phượng có thể giới thiệu về bản thân của em cho các bạn biết được không? Xin chào các bạn, mình tên là Trần Minh Phượng và mình vừa tốt nghiệp cao đẳng tại trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, và vừa rồi thì mình vừa có được cấp visa đi Mỹ. Tại sao em lại quyết định chọn Mỹ để làm cái điểm đến mà du học của mình vậy? Dạ, tại vì khi mà em thấy cái chương trình học bên Việt Nam thì nó khá thụ động, và em thấy cái môi trường ở Mỹ thì nó phát triển hơn, và em cũng muốn là học tại một đất nước nó phát triển về giáo dục, kinh tế cũng như là có một cái kinh phí rất hợp lý, thì em đã chọn để đi học Mỹ. Ở Việt Nam em đang học cái ngành tài chính ngân hàng. Dạ. Vậy còn Mỹ thì em sẽ theo học cái chương trình gì em ha? Dạ, em tiếp tục học đại học về ngành tài chính. Em học tại trường California State University Fullerton. Trường California State University Fullerton thì có 57 năm kinh nghiệm. Nó là trường dạy về kinh tế lớn nhất miền Tây nước Mỹ, và cũng như là nó lọt vào top 10 các trường cộng đồng của đại học cộng đồng của Mỹ, và là top 50 các trường đại học
phương Tây do tờ US News and World Report bình chọn vào tháng 9 năm ngoái. Và trường thì cũng thu hút là khá đông sinh viên quốc tế, đến 17.000 sinh viên mỗi năm trong tổng số là 37.000 sinh viên mỗi năm của trường. Và trường thì đào tạo rất là nhiều ngành, đến hơn 100 ngành luôn chị. Bang Cali thì nó có thời tiết thì rất là ấm áp, nó cũng không quá lạnh như là Washington hay là những bang khác, mà nó không quá nóng như là Texas. Em dự định là học xong tại Mỹ thì em sẽ quay về Việt Nam để xin vào một cái công ty tài chính lớn mang tầm cỡ quốc tế như công ty Prudential. Để cho chị hỏi là trong cái quá trình em làm hồ sơ Tân Đại Dương đó thì em có cảm nhận gì về dịch vụ của Tân Đại Dương cung cấp cho em? Dạ thì đầu tiên là em có nghe những đứa em của em, nó cũng làm ở đây cùng trung tâm này, thì em thấy là tụi nó kêu em là ở đây làm tốt lắm chị. À, tỷ lệ đậu cũng cao, thì em cũng có tìm hiểu thêm nhưng mà em quyết định là chọn Tân Đại Dương. Sau khi một thời gian mà các anh chị làm hồ sơ em thì em cảm thấy các anh chị rất là nhiệt tình, vui vẻ, có như là em thắc mắc nhiều lắm mà mấy anh chị cũng họ nhiệt tình giúp đỡ luôn, có khi họ đi họ lại mà cũng mấy anh chị cũng không bao giờ phiền gì hết, mấy anh chị lúc nào cũng vui vẻ với mình. Và đặc biệt là anh Khôi với anh Bảo anh Khôi thì những cái thắc mắc về những cái câu hỏi đi phỏng vấn của em thì anh Khôi đã trả lời và hướng dẫn tụi em, định hướng câu trả lời cho tụi em. Còn anh Bảo Anh thì giúp tụi em có một sự tự tin để vào lãnh sự quán và không bị hồi hộp cũng như lo sợ. Nếu mà có bạn bè em mà muốn đi du học thì tất nhiên là em sẽ giới thiệu đến Tân Đại Dương, vì ở đây là quá tốt rồi. Rồi chị rất là cảm ơn những chia sẻ của Phượng ha. Dạ. Và chị hy vọng là sau 5 năm mình học bên Mỹ em có thể trở về Việt Nam để thực hiện được ước mơ của mình nha. Dạ. Vâng, rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình Chia sẻ ước mơ khi du học. Và còn rất là nhiều những clip chia sẻ các bạn có thể truy cập vào website tandaiduong.edu.vn hay là tddvn.com. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.